Trang xin kính chào các cô chú anh chị và các bạn. Các bạn ơi, lúc này là mùa hè, thời tiết thì nóng nực, mà Trang thì cũng rảnh rỗi nên là hôm nay Trang sẽ tổ chức làm một món bánh để giải nhiệt mùa hè cho mấy mẹ con. Thì xin mời các cô chú anh chị và các bạn hãy cùng làm với Trang nhé. Nhưng mà cái món này là cái món Trang cũng chỉ mới học thôi, mới học trên YouTube thôi, rồi mình làm theo nhưng mà cũng có sáng tạo cái màu nên là không biết nó có thành công hay không. Thì xin mời các cô chú anh chị và các bạn cùng làm với Trang nha. Đây là khoai lang tím nha các bạn. Khoai lang tím này Trang đã luộc chín rồi, Trang bóc vỏ rồi, do là mình chỉ lấy bột làm bột, lấy khoai này để làm bột nên là lấy màu nên là Trang luộc hơi mềm tí xíu để cho mình dễ tán nhuyễn. Trang sẽ cho vào một xíu nước. Sau khi tán nhuyễn rồi thì Trang để qua bột luôn nha các bạn. Rồi mình tán nhuyễn rồi, giờ mình rây nó vô bột nha các bạn. Để khoai vô nè các bạn, màu tím vô rồi bây giờ mình khuấy, khuấy cho nó đều bột xong rồi. Đều bột xong bây giờ mình rây nó cái này. Rây nó qua cái nồi nữa các bạn. Cái nồi rây để mình rây cho nó có cặn bột gì đó. Rồi giờ thì mình đã có một cái hỗn hợp đồng nhất bột với màu khoai rồi nha các bạn. Rồi mình sẽ để lên trên lửa mình. Mình sẽ khuấy đều tay. Mình khuấy đều tay. Hơi nhanh tay một chút để nó sẽ bị đóng ở dưới cái bếp nồi. Được đó các bạn.
trong nè các bạn. Quá nha các bạn, nó trong rồi, đặt bột trong rồi, nặng tay quá à. Cái bánh lọc này là tay mình lên cơn luôn các bạn. Rồi chín rồi, bây giờ mình đem xuống đây mình chà thôi. Rồi giờ mình chà nha các bạn, nặn con bánh lọc nha. Màu tím xong rồi nè các bạn, màu tím xong rồi một màu, bây giờ bắt đầu mình làm tới màu xanh lá dứa nha các bạn. Cái nước cho mình quậy nha các bạn. Thêm chút nữa đi con. Thêm cho mẹ xíu nữa đi. Rồi được rồi con. Để mình quậy ra xong. Mẹ thêm xíu nữa coi đi con. Hai dạ. Con ngồi thêm nữa đi.
đây qua đây nữa chứ. Rồi chưa, con cầm cái rây cho mẹ rây này qua coi. Đổ vô luôn đây đi con. Đổ hết vô luôn, đổ nước đó vô đây đi. Rồi con cầm rây nè. Chưa. Con để qua đây đi con, để qua đây đi, để qua đây vậy được. Rồi, để các bạn, mình để lên đây. Giờ tới mình khuấy màu xanh nha các bạn. Chứ chừng nào nghe nào tay rồi. Nặng tay nha các bạn. Xong rồi nè các bạn, mình đã hoàn thành phần bánh lọt rồi nè các bạn. Có hai màu xanh và tím. Giờ mình phải mình đi làm nước đường thôi. Mình đi thắng đường. Đường với nước dừa, nước cốt dừa. Mình thắng chung luôn. Hai thứ mình thắng chung luôn, nước đường với nước dừa cho nó chín, nước dừa ăn cho nó không có an toàn, không bị đau bụng. Xong rồi giờ mình múc ra ly nha các bạn. Mùa hè oi ả mà được ăn ly bánh như thế này. Còn gì bằng hết các bạn. Hôm nay mình đã thành công với món bánh lọt giải nhiệt mùa hè rồi các bạn ơi. Đến đây thì xin mời các bạn cùng dùng bánh lọt với mình nha. Các bạn ơi, sau gần 2 giờ vất vả vật lộn với cái món bánh lọt của mình thì đến giờ phút này cái sản phẩm mình đã hoàn thành rồi nha. Bây giờ xin mời mọi người cùng thử với mình nha. Vị rất là độc lạ các bạn. Món màu xanh, cái cọng bánh lọt màu xanh lá dứa á, thì cái vị nó cũng trước nay mình đã có thử rồi, nó cũng ngon nhưng mà nó không có đặc biệt độc lạ bằng cái vị của cọng bánh màu tím khoai lang các bạn. Màu tím khoai lang nó mình ăn vào nó có cát cát của cái bột khoai lang á các bạn, rồi nó bùi bùi, nó rất là tuyệt vời, cái vị nó rất là độc lạ. Không ngờ là cái món bánh lọt mình tự sáng tạo nó đã thành công rồi. Nếu mà các bạn có yêu thích làm những món ăn sáng tạo độc lạ cho gia đình thì các bạn hãy làm theo mình nha. Thôi bây giờ mình xin dừng video đây. Xin chúc các bạn có một buổi trưa thật là mát mẻ với những món ăn mà mình tự làm cho gia đình. Xin chào, chúc cả nhà mình vui vẻ. Và nhớ ấn đăng ký kênh ủng hộ mình. Xin chào tạm biệt ạ.